Bảy Viễn, Thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 26, có đi không có về. Trong khi các chi đội ở miền Đông, theo chỉ thị của khu trưởng Nguyễn Bình, lo gia tăng sản xuất để nhân dân nhẹ phần đóng góp nuôi quân, thì chi đội chính lo thu thuế các ghe thương hồ. Các quận, nhà bè, cần nước, cần ruột đều có ban thu thuế, nên các nhân viên thu thuế đụng ghe nào cũng thu. Dân đi buôn trên sông nước kêu trời như bọng, từ ngày Ba Tuấn làm trưởng ban thuế vụ chi đội chính thì có sự phân ranh rành mạch. Nhưng nguồn thuế lớn nhất cho kháng chiến là ngay trong thành phố Sài Gòn, chợ lớn. Các hãng, xưởng lớn đều gửi tiền nuôi quân hàng năm. Đóng góp nhiều nhất là giới chủ nhà thuốc Tây, không chỉ gửi tiền mà còn gửi thuốc men vô khu. Về sau, nhận thấy ủng hộ tiền bạc, thuốc men chưa đủ hai ông dược sĩ có tiệm thuốc tây tại sài gòn là hồ thu quê phan thiết và bùi quang tùng quê bến tre bỏ thành vô khu theo kháng chiến người tàu ở chợ lớn thì có người đóng người không chủ nhà hàng đại thế giới viện cớ đã đóng thuế cho tây rồi không thể đóng cho việt minh được vậy là phải dùng biện pháp mạnh với tây này ban công tác lập kế bắt cóc đưa vô khu giải thích cho anh ta biết giới tư sản kinh doanh trên đất nước việt nam phải có nghĩa vụ đóng thuế lợi tức cho chính phủ việt nam pháp chỉ là kẻ tạm chiếm mà thôi đặc khu sài gòn chợ lớn phải mở một phiên tòa hẳn hoi đưa tên chủ đại thế giới ra xử hắn mới chịu khẩu phục tâm phục trở lại ban thuế của chi đội chính ở chợ lớn người phụ trách là ông bồ văn kiểu ông kiểu là dân tài tử thuở trẻ có học quyền anh rất mê đàn ca kết bạn với các nghệ sĩ cải lương, chơi thân với các lực sĩ đá banh, quần vợt, đua xe đạp. Khi ta cướp chính quyền, ông Kiểu được giao chức giám thị trưởng khám lớn Sài Gòn. Lúc Tây đánh chiếm Sài Gòn ngày 23 tháng 9 năm 1945, ông Kiểu được giao quản lý nhà máy đường Hiệp Hòa. Sau đó, ông được bảy viễn mời phụ trách thu thuế các chành lúa trong chợ lớn. Các nhà máy xây lớn đều ở Bến Bình Đông, xa trung tâm thành phố và thuận đường nước kế bên kinh rạch các ghe lúa gạo từ miền tây lên đây bán cho chành hầu hết chủ chành là người tàu muốn thu thuế phải túc trực sẵn như dân quê nói đụng đâu sau đó hay thấy mặt đặt tên người tàu không tha thiết với chính trị họ chỉ lo làm ăn thôi cho nên thu thuế không phải chuyện đơn giản ông kiểu gần như ngày đêm luôn luôn có mặt tại chành trong thời bình thì chẳng có gì đáng nói nhưng đây là thời chiến bọn pháp cứ đi tuần tiểu nhất là các vùng ngoại ô gọi là soi đậu sáng ngày là của tây nhưng từ trạng vạn trở đi là của ta rất nhiều lần trong tuần ông kiểu phải chém về khi đụng tay ruồng bố do tích cực thu thuế nên số thu chi của chi đội chính do ông kiểm đem lại rất lớn chuyện này tới tai ban kinh tài của khu trưởng ban kinh tài khu là người thiếu tầm nhìn xa chỉ thấy lợi ích của đơn vị mình nên nghĩ cách giành nguồn thu nhập quá lớn này. Anh ta báo cáo về khu đề nghị dẹp trạm thuế ở các chành lúa gạo Bến Bình Đông vì thu nhập đó chỉ giúp cho bảy viễn sống phè phẫn, còn binh sĩ chi đội chính vẫn thiếu thốn đủ mọi bề. Nhân thật tai hại, không rõ anh ta báo cáo thế nào mà trong một đêm tối trời, ghe của ông Kiểu đậu bên bờ kinh bị mấy loạt đạn tiểu liên, ông Kiểu chết tại trận không ai nhận là tác giả những loạt tiểu liên đó chỉ biết một cán bộ thuế đắc lực và dũng cảm dám bám sát vùng ngoại ô để thu thuế nuôi quân phải hy sinh một cách bí hiểm hay tin này giáo sư hồ văn lái nguyên là thầy dạy vẽ trường trung học p trích ký lúc đó là trưởng ty tuyên truyền đặc khu sài gòn chợ lớn đóng ở vườn thơm sửng sốt nói với các bạn mình biết anh bồ văn kiểu anh là một người có tâm hồn nghệ sĩ dám bám sát các chành lúa ở Bình Đông là dũng cảm hơn người vì tay lui tới ngày một rất tiếc là do các ban thu thuế tranh giành nhau mà anh kiểu chết lãng hay tin bộ văn kiểu tử nạn bảy viễn rống lên tụi bay điều tra coi thằng nào ám hại cán bộ thuế của tao chắc chắn là thằng trưởng ban kinh tài của khu nó muốn tranh giành nguồn thuế tao ra lệnh cho tụi bay thủ tiêu thằng đó có gì tao chịu trách nhiệm những vụ tranh giành thu thuế giữa chi đội chính và ban kinh tài khu ngày càng gây gắt. Có khi hai bên nổ súng thị uy nhau, khu phải họp giải quyết nạn thu thuế vô tội vạ. Nguyễn Bình gửi thư mời đệ nhất khu bộ phó Bảy Viễn về khu để họp bàn giải quyết, nhưng Bảy Viễn lo sợ Nguyễn Bình sẽ thủ tiêu mình như bọn tài sang ngày đêm hù dọa, nên Bảy Viễn đề cử Nam Hà đi thay. Nam Hà lúc đầu cũng sợ về khu vì nghe tin đồn có đi không có về năm hà đề nghị khu phải đưa thư ký riêng của nguyễn bình là anh hai trọng lương văn trọng xuống liên chi hai ba làm con tin thì mới dám đi chuyện nghi kỵ nhau lúc đầu thật buồn cười nhưng thực ra cũng dễ hiểu vì phòng nhì cố tình gieo chia rẽ giữa việt minh cộng sản và những phần tử kháng chiến quốc gia năm hà lên khu thấy nguyễn bình tám nghệ đối xử thân tình mới hết nghi ngờ trở về Phước An, Long Thành, Năm Hà cười bảo hai trọng. Có chuyện gì đâu, trên đó cũng như dưới này, ai cũng một lòng đánh tay, đâu có phân biệt trí thức hay giang hồ, quốc gia hay cộng sản. Rõ ràng là mình bị bọn địch ly gián. Hết chương 26 Bảy viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 27 hồn ai nấy giữ. Tuy mặt trận quốc gia thống nhất cũng được gọi là mặt trận quốc gia liên hiệp bị trung tướng nguyễn bình giải tán hộ pháp phạm công tắc vẫn tiếp tục thúc đẩy quân đội cao đài ráo riết đánh phá vùng rừng núi lấn chiếm các khu giải phóng cái thế của hộ pháp là kỳ hổ nang hạ đã lỡ leo lên lưng cọp rồi nhảy xuống là bị thật dân thịt ngay bên ta khu 7 và tỉnh tây ninh chủ trương mở rộng đoàn kết nhiều dân tiếp xúc với các chức sắc cao cấp trong tòa thánh, mời tham gia việt minh và vận động tín đồ cao đài, tham gia kháng chiến như những ngày đầu giành chính quyền, nhưng các chức sắc cao cấp cao đài ngã theo hộ pháp chống đối việt minh và trở thành công cụ đắc lực cho thực dân được pháp tiếp tế súng đạn trả lương hàng tháng, quân đội cao đài hành quân liên miên gây khó khăn cho vùng tự do. Trong tình thế đó, khu 7 thành lập các liên quân đương đầu với quân đội cao đài đang thọc sâu vào vùng tự do. Qua tình báo, khu 7 biết Pháp sẽ làm lễ giao súng ống cho quân đội cao đài tại Tòa Thánh Tây Ninh vào đêm giao thừa Tết tinh Hợi nhằm ngày 21 tháng 1 năm 1947. Tham mưu trưởng khu 7 Huỳnh Kim Trương chủ trương đánh ngay đầu não địch để phá vỡ lễ giao súng cho quân đội cao đài nhưng cuộc tấn công không đạt mục đích như mong muốn về quân sự cũng như về chính trị. Hộ Pháp Phạm Công Tắc rải truyền đơn thanh minh rằng Tòa Thánh Trá Hàng lãnh súng của Tây để sau này đánh lại Tây và yêu cầu Việt Minh giao chiến trường Tây Ninh cho họ. Đồng thời, Tòa Thánh mời Việt Minh cử đại diện vô Tòa Thánh Hội Đàm, khu chỉ định ba người, Dương Minh Châu, Nguyễn Hữu Dụ và Trần Văn Đẩu vô hội đàm với các chức sắc cao cấp cao đài trong hai ngày. Kết thúc cuộc họp không đem lại kết quả nào, nhưng hậu quả thật là đáng tiếc. Vừa về tới căn cứ thì bị pháp hành quân chụp đúng cơ quan, nên luật sư Dương Minh Châu, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh, hy sinh. Các cuộc thanh trần ngày càng ác liệt, dân vô tội ngã gục giữa hai thế lực giao tranh đó là những năm đen tối trên chiến trường miền Đông. Trước tình thế đó, Bảy Viễn càng tách rời Nguyễn Bình. Năm Hà còn về khu họp một lần, còn Bảy Viễn thì hồn ai nấy giữ. Xung đột, cao đài, Việt Minh chưa ngã ngủ thì lại xảy ra mâu thuẫn, hòa hảo, Việt Minh. Mâu thuẫn này bắt đầu từ tháng 9 năm 45, khi giáo chủ Huỳnh Phú Sổ tới Lâm Ủy hành chính Nam Bộ yêu cầu đồng chí Nguyễn Văn Tây giao bốn tỉnh có tính đồ hòa hảo cho ông ta trông coi. Ông Nguyễn Văn Tây chỉ lên bản đồ Việt Nam treo tường nói, đất nước Việt Nam là một, không ai có quyền chia cắt, tôi đâu có quyền làm theo yêu cầu của giáo chủ. Sau đó, ngày 9 tháng 9, Trần Văn Thành là con Trần Văn Soái tức Năm Lửa, cùng em giáo chủ là Huỳnh Xanh Mậu và cố vấn giáo chủ là thi sĩ Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp cầm đầu nhóm tín đồ hòa hảo tấn công chợ cá Cần Thơ. Đến tháng 4 năm 47, hòa hảo được sự hỗ trợ của quân đội Pháp, lại nổi lên chiếm được một số làng xã trong quận Tân Châu, Châu Đốc, chợ mới, Long Xuyên và Châu Thành, Sa Đéc. Khu chính lại tổ chức hai cánh quân tảo thanh hòa hảo. Đây cũng là những năm đen tối, đất nước chìm trong cảnh nồi da sáu thịt. Do môn chia rẽ để trị của bọn thực dân, Bảy Viễn học được kế khôn của người xưa là tọa sơn quang hổ đấu, vừa xem vừa rút kinh nghiệm, và Bảy Viễn đã tìm cho mình con đường lội giữa hai dòng nước, không theo Pháp cũng không theo Việt Minh. Đây cũng là cao kế của quân sư năm tài, Bảy Viễn nghe theo cố vấn tư thiên, chọn thế án binh bất động, không đánh Pháp trên hai sông Lòng Tàu và Xoài Rạp. Tất nhiên cũng không đụng bộ đội việt minh biến chiến khu rừng xác thành một căn cứ an toàn không có tiếng súng cái lợi trước mắt là khỏe thân mà lại được tiếp tế đều đều đúng là lệnh chúa sống đời đế vương trong thời loạn, nhưng tình báo của khu đã phát hiện những dấu hiệu đi đêm của bảy viễn và khẩn cấp báo về khu hết chương hai mươi bảy bảy viễn thủ lĩnh bình xuyên chương hai mươi tám Ty đêm có ngày gặp ma sau khi vị hoàng đế cuối cùng triều nguyễn thất thời trao ứng kiếm và tuyên bố một câu để đời trẩm thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ chính phủ hồ chí minh mời cụ hoàng bảo đại nay là công dân vĩnh thụy làm cố vấn nước việt nam dân chủ cộng hòa nhưng không lâu sau trong một chuyến công du trung quốc Bảo Đại bay sang Hồng Kông ở luôn không về, hết tiền, Bảo Đại sẵn sàng làm công cụ chính trị cho thực dân Pháp. Ponlaet bay sang Việt Nam với giải pháp của Hoàng Bảo Đại để đương đầu với chính phủ Hồ Chí Minh. Pháp đưa Bảo Đại lên làm quốc trưởng, lập chính phủ trung ương, đưa Đại tá Nguyễn Văn Xuân lên làm thủ tướng, song song với bộ máy hành chính, thực dân lập những chiến khu quốc gia ngay trong vùng Việt Minh kêu gọi các chiến sĩ kháng chiến trở về với chính phủ quốc gia do cụ Hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng. Một trong những chiến khu quốc gia đầu tiên là chiến khu quốc gia Bình Quế Tây, nay là Bình Thạnh. Tình báo của ta đã gửi báo cáo về chủ trương mới của thực dân nhằm chia rẽ nội bộ Việt Minh, tách rời những người có tư tưởng quốc gia khỏi sự lãnh đạo của mặt trận Việt Minh. Trung tướng Nguyễn Bình cho người về Bình Quế Tây nghiên cứu tình hình giữa năm 1947, địch đưa lính cao đài về đóng đồn tại Bình Quế Tây. Địch chọn nơi đây vì Bình Quế Tây như một bán đảo nằm dọc sông Sài Gòn, uống khúc quanh co khi chảy qua khỏi cầu Bình Lợi. Trước đây, chính phủ Lê Văn Hoạch đã đưa những phần tử mất tinh thần, bỏ ngủ ra thành đầu hàng địch. Chúng dùng những người này làm cò mồi len lỏi vào vùng tự do, xuyên tạc kháng chiến, gây bất mãn và lôi kéo những người lần khần về chiến khu quốc gia Bình Quế Tây. Nắm được tình hình này, khu giao chi đội 1 chọn người cài vô ban chỉ huy chiến khu quốc gia này. Đây là đơn vị của Cao Đài Tây Ninh nên ta phải chọn người có liên hệ mật thiết với Cao Đài. Người được chọn là anh Hoàng Của. Địch đánh giá Hoàng Của ngon lành nên phong chức tham mưu trưởng hoàng của đưa bộ đội cao đài của anh cỡ một đại đội vào phải mất nửa năm mới xây dựng được lực lượng chém về của ta trong chiến khu quốc gia bình quế tây khi thấy đã chín mùi ta bắt đầu đại phá vào 2 giờ chiều ngày 10 tháng 12 năm 1947 vẫn mánh cổ điển tổ chức đá banh giữa hai đội láng giềng trong khi đôi bên vào giữa trận ta nổ súng lệnh chụp bắt các phần tử nguy hiểm các kho đạn đã được bố trí người chiếm lấy súng phát cho bộ đội của mình. Năm sĩ quan địch bị bắn chết tại chỗ. Đội quân nằm vùng thu gọn chiến lợi phẩm cả kho, vượt sông Sài Gòn. Đã có bộ đội đón sẵn mà chỉ huy là anh Lương Đường Minh. Sau là thiếu tướng Trần Hải Phụng, tư lệnh binh chủng đặc công biệt động thành phố Sài Gòn. Song song với chiến khu quốc gia Bình Quế Tây, địch tiếp xúc bảy viễn lập chiến khu quốc gia rừng sát Theo Trung tá Phòng Nhì Anthony Savani, một tên cáo già gốc ở đảo Kose, từng là tay đánh cướp khét tiếng, cưới vợ Nam Kỳ, ăn được mắm sống. Nói tiếng Việt, rành như người Việt, thì chiến khu quốc gia rừng xác quan trọng gấp 10 lần chiến khu quốc gia Bình Quế Tây. Về vị trí chiến lược, rừng xác là yết hầu của Sài Gòn. Thứ hai, rừng xác là căn cứ Bình Xuyên thiện chiến hơn quân đội cao đài nắm được bảy viễn thì biến căn cứ rừng xác thành chiến khu quốc gia số 1 của nước việt nam của quốc trưởng bảo đại theo thủ tục hành chính savani truyền lệnh cho lâm ngọc đường đường lại chuyển tới mau rai thiên tư thiên đích thân xuống rừng xác to nhỏ chuyện cơ mật với lãnh chúa rừng xác chuyện không lạ vì trước đó quân sư năm tài đã gợi ý cho bảy viễn án binh bất động đứng giữa hai bên Pháp và Việt Minh mà vẫn được Pháp tiếp tế súng đạn và nhu yếu phẩm. Moray Thiên trình bày nội dung hiệp ước phòng nhì định ký với Bảy Viễn. Chi đội chính, án binh bất động, không đánh các tàu Pháp từ Vũng Tàu vô Sài Gòn và từ Sài Gòn ra Vũng Tàu, đồng thời không đánh các tàu vận tải Pháp từ Sài Gòn qua Nam Vang và từ Nam Vang xuống Sài Gòn Pháp sẽ không hành quân đánh vô rừng sát suốt thời gian hiệp ước có hiệu lực. Ngoài ra, Pháp sẽ chu cấp súng đạn, nhu yếu phẩm cho chi đội chính theo yêu cầu. Bảy viễn suy nghĩ lung lắm về ba điều khoản trong hiệp ước. Riêng về chi đội chính thì dễ thôi. Nhưng rừng sát với hai con sông lớn là sông Lòng Tàu và Xoài Rạp có rất nhiều bộ đội đóng quân. Như Lý Nhơn có bộ đội gò công chạy sang đóng nhờ chi đội 7 của hai vĩnh, bộ đội tư hoạnh. Nếu đám này mà đâm hứng, phục kích tàu Tây hay tàu Hàn thì ăn làm sao, nói làm sao với trùm Savani đây? Moray Thiên liền trứng an bảy viễn. Chuyện ai nấy lo, phần chi đội chính của anh kể như xong, còn các chi đội khác sẽ tính sau. Nếu xảy ra bất ngờ thì tôi sẽ nói rõ đó là chuyện mà ý muốn của bảy viễn. Thế là Bảy Viễn đã âm thầm đi đêm với Phòng Nhì qua trung gian người bạn chí thân là mao Rai Thiên. Nhưng đi đêm có ngày gặp ma, khu đã nhận được tin tối mật này dù Bảy Viễn giữ bí mật tuyệt đối. Hết chương 28 Bảy Viễn, Thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 29, Kế Mọn Trung tướng Nguyễn Bình mời Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, Kim trưởng ty Công an đặt khu Sài Gòn, chợ lớn cao đăng chiếm bí danh lúc bấy giờ là Sáu Hoàng bàn kế hoạch đối phó Sáu Hoàng góp ý chưa nắm chắc bằng chứng công an không thể bắt bớ tốt nhất là lặng lẽ theo dõi Nguyễn Bình nóng nảy theo dõi đến bao giờ làm gấp gấp đi Sáu Hoàng cười nhà bên thì tóc chiến tóc quyết còn bên công an thì tuần tự nhi tiếng dục tóc bất đạt tôi có cái mọn này để tiện bề theo dõi bảy viễn. Kế mọn ra sao? Bảy viễn và mười trí là cặp bài trùng, từng đi hát, từng nằm khám lớn Sài Gòn, từng đi đầy côn đảo, từng vượt ngục. Do đó, tôi đề nghị đưa mười trí, hiện là chỉ huy chi đội 4, lên chức đại biểu liên khu Bình Xuyên trong Ủy ban Kháng chiến hành chính Sài Gòn chợ lớn. Anh Mười Trí là người tốt, ta nắm được mười trí là nắm được bảy viễn. Nguyễn Bình gật gù. Hay, kế hay đấy, nhưng phải bàn với quyền chủ tịch, ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ Phạm Ngọc Thuần. Tôi chỉ phụ trách về quân sự. Sáu hoàng được Nguyễn Bình bật đèn xanh tiến hành ngay. Ngày 2 tháng 2 năm 48, một hội nghị bất thường giữa các chỉ huy liên khu Bình Xuyên và giáo sư Đặng Minh Trứ, chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Sài Gòn chợ lớn với sự tham gia của Ủy viên phụ trách dân quân Nguyễn Hộ và Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ Cao Đăng Chiếm tham gia hội nghị có Lê Văn Viễn, Khu Phó, Khu 7, Dương Văn Hà, Tư lệnh Liên Khu Bình Xuyên, Trần Văn Đối, Khó Tư lệnh Liên Khu Bình Xuyên, Huỳnh Văn Trí, Chỉ huy Chi đội 4, Lâm Văn Đức, tức Tư Ti, chỉ huy chi đội 25. Nguyễn Văn Hoạnh, Tư Hoạnh, chỉ huy chi đội 21. Lê Văn Tràng, chỉ huy chi đội 2. Và Ngô Tấn Lực, chỉ huy chi đội 3. Bảy viễn, chủ tọa cuộc họp, Nguyễn Hộ làm thư ký. Giáo sư Đặng Minh Trứ trình bày mục đích, yêu cầu của cuộc họp, cử một đại diện liên khu Bình Xuyên vô ủy ban kháng chiến hành chính Sài Gòn chợ lớn theo nghị định số 8 ND của Nam Bộ để dễ làm việc. Đa số đồng ý và bảy viện giới thiệu 10 trí ứng cử đại diện cho Liên Khu Bình Xuyên trong ủy ban kháng chiến hành chính Sài Gòn chợ lớn. Kết quả, 10 trí được 25 lá thăm trong số 28 thành viên có mặt tại hội nghị. Bảy viện phấn khởi tuyên bố nay đã có đại diện Liên Khu Bình Xuyên trong Ủy ban Kháng Chiến Hành Chánh Sài Gòn chợ lớn. Tình hình sẽ sáng sủa hơn. Ta có thể giải quyết mọi vấn đề lũng củng, nhất là về vấn đề thu thuế. Trước đây chúng ta giảm chân nhau, dân thương hồ khổ sở mà chúng ta cũng đã có những vụ va chạm súng đáng tiếc. Tôi hy vọng trong tình thế mới này, ban tiêu dùng sản vật Nam Bộ hoạt động đắc lực hơn đã giúp chính phủ có đủ tiền cung cấp cho quân đội toàn Nam Bộ. Cũng trong cuộc họp này, giáo sư Đặng Minh Trứ lập lại điều mong muốn của Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ là khu bộ phó Lê Văn Viễn nên về họp đại hội tại Nam Bộ. Vì từ ngày lên chức khu bộ phó, ông Bảy chưa có lần nào về họp bộ tư lệnh khu. Bảy Viễn vui vẻ hứa sẽ về Đồng Tháp 11 lần cho biết căn cứ đầu não của kháng chiến Nam Bộ một ngày nào đó tôi sẽ xuống Nam Bộ theo thư mời của Ban Thường vụ Nam Bộ để giải quyết dứt khoát về hệ thống làm việc của Liên Khu Bình Xuyên và những chuyện hiểu lầm giữa khu trưởng Nguyễn Bình và khu phó Bảy Viễn. Cuộc họp kết thúc trong không khí tin tưởng nhau trong tình đoàn kết kháng chiến. Người vui mừng nhất là Sáu Hoàng. Kế mọn của anh đã hoàn thành tốt đẹp, đưa mười trí vô Ủy ban Kháng chiến hành chánh Sài Gòn chợ lớn để dễ nắm Bảy Viễn. Bước thứ hai là tiếp cận mùi trí, tìm cách phá vỡ nghi vấn đi đêm của bảy viễn. Đây là một cuộc đấu trí ác liệt giữa Sở Công an Nam Bộ và tên trùm phòng nhì Anthony Savani, một tên cáo già đảo xe cưới vợ Việt Nam, ăn được mắm sống và nói tiếng Việt không thua người Việt. Trong bàn tay phù thủy của Savani, bảy viễn chỉ là một con chốt. Tuy bất tài vô đất, nhưng ngày nay, Bảy Viễn giữ cương vị chỉ huy chi đội chính, kim khu bộ phó, khu bảy. Khó có thể hạ bệ lãnh chúa rừng sát, thượng sách là mượn tay trầm phòng nhì làm nhục Bảy Viễn. Chuyện đó, xấu hoàng ngày đêm nghiềm ngẫm và hy vọng mười trí sẽ tiếp tay với mình. Hết chương 29 Bảy Viễn, thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 30, nhất cử tam tứ tiện Sáu hoàng đang suy nghĩ cách ngăn chặn ý đồ đi hàng hai của bảy viễn thì dịp may đến. Mười trí tới nhờ công an Nam Bộ cấp cho mấy giấy phép đi đường từ quân khu Đông Thành, Đức Hòa Đức Huệ xuống Long Xuyên. Chúng tôi muốn phục kích tàu Thanh Vân lấy súng. Tàu có một khẩu cà nông 20 ly, 2 FM trung liên, 2 mi tiểu liên và một chục súng mút, súng trường. Tàu Thanh Vân chở khách tuyến đường nam vang về sài gòn lại có dòng ghe chài chở gạo ngũ cốc trâu bò heo xấu hoàng cười anh cần bao nhiêu giấy phép sao lại phải xuống long xuyên mười trí nói nhỏ tuy chỉ có hai người mình cho thằng hai bạc là tổ trưởng trinh sát chi đội bốn của mình với mấy thằng lính về cù lao ông hổ mỹ hòa an giả làm khách lên tàu tại bến long xuyên có điều, nghiêng phản tổng như vậy, mình mới biết trên tàu là bao nhiêu lính, mấy thằng tay giờ giấc ăn ngủ, bao giờ tới nơi mình phục kích. Sáu hoàng, anh yên chí lớn đi, tôi sẽ cấp giấy phép cho tổ trinh sát hai bạc, đồng thời cấp luôn giấy Lacy Passer của tay nữa. Đụng tay, có bồ tay, gặp ta, có bồ ta, nhưng anh Mười định phục kích tàu này ở đâu vậy? Mười trí Vàm phong Mỹ, từ đó mình chở cây cà nông với mớ súng nhỏ đi vài giờ là vô khu ba sao, cái bèo của mình. Xấu hoàng ngạc nhiên, sao anh Mười chỉ lấy súng mà bỏ qua mấy chục chiếc ghe trà trâu, bò, heo, gạo, uổng quá. Mười trí giật mình, uổng thiệt, bộ đội đang đói, tại mình ham súng lớn. Vậy thì phải chuẩn bị thêm ghe xuồng để lấy gạo, ngũ cốc, heo, bò. Sáu hoàng kéo anh mười lại bản đồ treo trên vách lá. Địa điểm phục kích của anh mười không thuận tiện cho việc rút quân. Con kinh Nguyễn Văn Tiếp thẳng băng. Máy bay nó lên bỏ bơm, bắn đại liên là chết hết. Anh mười nên suy nghĩ thêm về địa điểm sao cho thuận lợi lúc đánh cũng như lúc rút. Và đừng quên số chiến lợi phẩm khổng lồ ngoài cây cà nông 20 ly của anh. Đêm đó, sáu hoàng thao thức tìm địa điểm phục binh cho chi đội 4. Chừng gà gáy nửa đêm thì anh bật ra ý kiến bằng vàng. Tại sao không thuyết phục mười trí đánh tàu Thanh Vân ngay trên sông Xoài Rạp? Trong vùng kiểm soát của chi đội chính, nhất cử tam tứ tiện vừa an toàn về quân sự, vừa thắng lợi về chính trị, phá được liên minh ma quỷ giữa Savani và Bảy Viễn. Đầu hôm không ngủ được vì suy nghĩ tìm địa điểm phục kích giúp mười trí Nửa đêm về sáng cũng không ngủ được vì vui mừng đã tìm ra kế mọn, phá thế đi đêm của bảy viễn. Vậy mà sáng hôm sau, Sáu hoàng tỉnh như sáo khi anh Mười tới. Theo lời khuyên của anh Sáu, tôi chọn được nơi phục kích mới là vàm sông Kỳ Hôn. Sáu hoàng kéo anh Mười tới bản đồ. Chỗ này cũng bất tiện cho việc rút lui. Ghe ta chèo làm sao nhanh hơn máy bay Spitfire coi chừng thương vong nặng đó. Mười trí thở dài, Vậy theo anh Sáu thì đánh ở đâu? Sáu hoàng dán mắt vào bản đồ, làm ra vẻ suy nghĩ dữ lắm, rồi vỗ tay cái bếp, như khoái chí phát hiện ra điều hay ho. Anh Mười ơi, tại sao ta lại không phục binh trên sông Xoài Rạp? Chỗ này là vùng của Bình Xuyên, rừng sát âm tùm, Đánh tàu xong, cắt dây đối cho ghe chài tắt vô mấy cái rạch nhỏ là xong ngay. Máy bay trinh sát L-19 cũng khó mò ra. Mười trí à một tiếng hả hê. Anh sáu tài quá, đánh tàu Thanh Vân ở vàm sát này thì ăn chắc. Để mình xuống tất cây mắm, bàn chuyện liên quân với bảy viễn. Hai đứa mà bắt tay đánh trận này thì cờ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Sáu hoàng cười. Liên quân cái gì, tôi nghĩ một mình chia đội bốn của anh cũng nắm phần chắc rồi. Cho một bán đội, giả làm hành khách, rồi thừa lúc chúng ăn cơm là lia tiểu liên diệt gọn anh mười chỉ cần mượn bãi của bảy viễn để thu hoạch chiến lợi phẩm thôi mười trí gật lia đúng là mình chủ động toàn bộ nhưng hỏi mượn bãi của bảy viễn thì e anh ta tự ái cho nên mình dùng chữ liên quân cho đẹp dạ anh em khi mười trí sửa soạn xuống rừng xác anh sáu bắt tay động viên tuy anh mười là bạn nối khố với bảy viễn tôi nghĩ anh mười sẽ gặp khó khăn trong việc đề nghị liên quân đánh tàu thanh vân mười trí trợn mắt sao lại gặp khó khăn cổ tôi dọn sẵn ngu sao nó không ăn xấu hoàng xa xôi anh quên rằng con người là sản phẩm của hoàn cảnh sao ở bầu thì tròn ở ống thì dài ba năm nay bể viễn đã trở thành lãnh chúa rừng xác có đánh đấm gì ra trò tâm lý anh ta là muốn ngồi mát ăn bát vàng tôi chỉ nói theo chủ quan của tôi chưa biết đúng hay sai anh mười nên lựa lời mà nói cho được việc thuyết phục được bảy viễn chịu cho anh mượn bãi vàm và sát để làm thịt tàu thanh vân không dễ đâu nhưng tôi tin tưởng anh mời sẽ thành công hết chương 30